cái này em không có chơi ba người, em chơi cùng một mình em à. Một mình đây mình mới thắng sai chưa? Ta là vua, ta là vua Tao về hạ. Chị làm sao, chị đứng thẳng như vậy chị muốn tao về hạ hả? Rồi xe nháp nha, khi nào tôi nói tôi là vua mọi người muốn tao về hạ phải tao là đừng có nắm, từ từ mình bỏ ra đi, đừng có nắm, chút xíu nữa về nhà mình nắm sao, anh chị này còn bỏ ra luôn. Muốn tao về hạ thì mọi người phải không được hang xuống và lưng nhấc đầu mọi người chưa? Rồi sẵn sàng chưa? ba người này cái này bắt ra đây được rồi, giờ không có suy nghĩ nữa đây. Dễ lắm. Giờ ta là vua. Cái gì sợ mày nói là vua đâu mày hả? Bây giờ ta là vua. Cao hơn không? Có cao hơn. Rồi xin cảm ơn. Không được cao hơn vua nhé. Vua nằm thì mình cũng phải nằm. Ngóc đầu xuống, đừng ngóc đầu lên. Ta là vua. Rồi xin mời chị ra đây. Ta là vua, vua người ta sống chỉ đứng dậy à. Chấp chấp chơi chân xa. Vua ta về hạ. Mời xuống. Anh Hiếu ơi, nãy giờ bắt được mấy người rồi ạ? À? Đủ rồi. Nhớ là đủ rồi. Bao nhiêu người rồi ạ? 5-7 người gì đó. 2, 4, 6, 8 người. 8 người đủ thêm. 8 người rồi đúng không ạ? À? Mời cái chị xuống. Rồi, đoàn kết, đoàn kết. Kết đoàn kết đoàn. Đoàn kết, đoàn kết. Kết đoàn kết đoàn. Mọi người phải hỏi là kết mấy, kết mấy. Đoàn kết, đoàn kết. Kết mấy, kết mấy. Kết thành một vòng tròn. Đây mọi người sang qua cho nó là hôm nay. Cái lỗ này sao nó lủng dữ vậy? Rồi xin mời 7 người thì phải bắt đầu rồi. Vui lòng đứng thành một hàng dọc. 8 người. Một hàng dọc. Những người chưa được về đâu, chưa được về đâu. Đã về đâu mà đi đâu hết trơn rồi. Về đâu? Xếp hàng theo tôi nhé, xếp hàng theo tôi nhé. Ủa anh Hiếu ơi, mấy người bị bắt đi đâu hết rồi anh Hiếu ơi? Hàng theo tôi những người đẹp ra đây. Xếp hàng tôi từ giác thì quan có đứng ra đây để tôi kiếm từ giác thì ở đây 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 đâu đâu đây cái tay đây 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 chỉ xuống chỉ xuống cho hai người về cho anh cái lần này chị này đó có được cái phần mặt cái cán bộ này cái chỗ này cũng được à cái gì đây rồi cái này đó mời chị đừng có giả mặt cán bộ nhá chị tưởng cán bộ không có mắt đấy à rồi tất cả mọi người sẽ là một hàng rồi đúng không hay bây giờ tại sao người ta làm được mà mình không làm được bây giờ mọi người muốn khỏe thêm thế nào đây ạ? À?